Hình ảnh nóng bỏng của bạn gái tin đồn cầu thủ Đức Huy. Sau khi bị phát hiện là đã chia tay với cô bạn gái hẹn hò hơn 4 năm là Tường Vi, thì mới đây, Phạm Đức Huy được cư dân mạng đưa ra bằng chứng đã có người yêu mới nóng bỏng không thua kém gì siêu mẫu. Phạm Đức Huy được cho là đang hẹn hò với một cô gái có tên là Tô Khánh Huyền, người hâm mộ của tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội phát hiện. Được cô nàng này thường xuyên đăng tải những tấm ảnh thân mật, khoe quà được cho là do chính Phạm Đức Huy tặng. Được biết, Huyền Tô sinh ra và lớn lên ở Yên Bái. Hiện cô nàng đang là giám đốc của một công ty nội thất lớn ở Hà Nội. Bên cạnh đó, cô cũng đang quản lý một tiệm tattoo ba khá nổi tiếng ở Hà Thành. Thường xuyên check in sang chảnh. Bức ảnh selfie với áo thi đấu số 15 của cầu thủ Đức Huy. Tô Khánh Huyền có thân hình quyến rũ, thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng. Hiện tại, cả Đức Huy và Huyền Tô đều chưa lên tiếng xác nhận bất cứ thông tin gì. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.